Sắp tới chứ, chắc là trong khoảng đầu tháng 11, đầu tháng 11 là sẽ có giải FIFA E-Continental thì đéo biết nữa, nói sao nhỉ? Chắc là giải đấy nó sẽ diễn ra trong khoảng 3 hoặc 4 ngày gì đấy. Mình không nhớ được lịch lắm nhưng mà chắc mình xin chân bình luận. Chắc là mình sẽ xin chân bình luận. Và ngoài ra thì sang sau khi cái giải đấy kết thúc thì sẽ đến một cái giải là giải FVNC, nó gọi là Super League cái gì đấy nhỉ, Super Pro League cái gì gì đấy của Gà Rán, thì cái giải đấy chính là cái giải Road to ACC đấy, nhưng mà Gà Rán đổi tên đi, Gà Rán đổi tên nó thành từ cái giải Road to ACC thì nó cũng sẽ là đấu vòng tròn 8 đội giống như là cái lần trước, là một cái đấy là một cái format rất là hấp dẫn. Có điều là trong lần 1 thì nó gặp một cái cú phốt của các vận động viên. Và sau cái cú phốt đấy thì nói chung là Gà Rán cũng có phạt nhưng mà phạt như không phạt vậy. Thì vẫn sẽ có những cái gương mặt tuyển thủ đấy sẽ vẫn được đặt cách các thứ, vẫn sẽ đá tiếp. Cụ thể ngày giờ thì đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đấy, nhưng mà sắp tới thì lại có giải FIFA mình lại bình luận thôi. Lý do vì sao tham dự giải Galacticos thì anh em biết rồi, bình luận nhiều thì nó ngứa tay, đá tí cho nó vui, chứ còn bảo là trai hát các thứ hay là leo từ những cái giải như kiểu FVNC lập team ra đấy để ra quán thi đấu để leo từng cái bậc nhỏ nhỏ như vậy để lên đến giải quốc gia thì thôi tôi chịu thôi. Tầm này mỗi ngày mà không chim lo ngay ngáy thì anh em, ngày nào mà không lên live stream lo ngay ngáy, Facebook dí KPI đến đít. Cho nên là bảo bỏ stream đi để đi đá giải thì chịu thôi, mình không làm được. Tầm này chịu. Có giải Galacticos thì nó đơn giản đấy, cũng có mấy anh em hỗ trợ đăng ký đá thôi, cũng chả phải tuyển lựa cái gì cả, nó dễ hơn đấy. Mà lại còn có xẻng, nó ăn đấy chứ anh em nhỉ. Mà nó lại còn có xẻng. Thì anh em thấy tôi đá FIFA 2 là chính, FO4 thì tôi vào tôi đá còn thua cả danh trắng. Kỹ năng các thứ của mình quên hết nút rồi. Bây giờ không chơi được nhiều game một lúc, chỉ chơi được một game thôi. Vào đá không nhớ nút, nhưng mà ít nhất là mình luôn luôn nghiêm túc. Ví dụ trước đây elo của mình khi mà chưa chơi FIFA online, xin lỗi, chưa chơi FIFA 22 thì mình đá elo 3k1, 3k2 gì đó. Thì bây giờ thì elo của mình chắc là nó chỉ tầm độ 2k thôi, thì mình quên nút rồi. Nhưng mà tôi vào sân thi đấu là tôi đá đúng 2k, chứ không có cái kiểu tâm lý hay cái gì cả. Các cháu đá thì còn có thể tâm lý, chứ như mình thì tâm lý đéo gì, có bao nhiêu là đá được bấy nhiêu. Nên là nó chỉ được đến thế thôi các bạn ạ. May quá vẫn còn vào được đến chung kết. Nhưng anh em thấy là bình thường là tôi đá, tôi có thể giật xe này, tôi búp quy đẩy tốc, tôi làm rất nhiều skill trong FIFA 24. Nhưng mà hôm nay đá giải thì mình tôi chả dùng đã phang 10 sao vào mặt sếp. Bà ô có cờ tỷ phú để e hiến cho Afun SK nhỉ mặt cười. Tôi chả có bấm được cái gì hết. Chỉ đơn giản là chuyền bóng qua lại sao đấy, tạt cánh, đánh đâu, đơn giản thôi. Lối chơi đơn giản, cách tiếp cận trận đấu đơn giản. Bao giờ có cờ tỷ phú cái này anh cũng chả rõ, nhưng mà kiểu gì cuối tháng này sẽ còn một sự kiện nữa, kiểu gì cũng sẽ còn sự kiện em ạ. Cuối tháng 10 kiểu gì chả có Halloween. Halloween thì lại sẽ có sự kiện cho người cày chay kết hợp với sự kiện cho người nạp thẻ thôi mà em, kiểu gì cũng có. Cờ tỷ phú chắc là tháng sau, đúng rồi. Và rất mong là anh em vào kênh để thả like cho mình, cho nhìn cho nó hứng khởi.
Đấy, lần nào cũng thế. Ít anh em thả lắm. Anh em vào và thói quen thả cái cho nó vui. Anh đá pen như anh chiều nay 2,4 cái lực em ơi. Quả pen đấy lag. Quả pen đấy trên máy của tôi là tôi nhìn thấy có một cây lực thôi. Nhưng mà trên máy của trọng tài thì nó hiện 2,4 cây lực. Nhưng mà vấn đề là 2,4 cây lực nó cũng không thể lên trời được. Các bạn biết là nếu mà đá pen mà đá được lên trời thì phải 3 cây lực. Bởi vì là nó phải quá cái lực đỏ thì nó mới lên trời. Nên là quả đấy 2,4 cây lực thì nó chưa thể nào là lực đỏ được. Cho dù bất kỳ giá nào. Mà mẹ ép phân bét icon cộng 5 đá quả lên trời. Chịu. Héo cứu được. Không cứu được. Mình bó tay thôi. Anh em mà xem này, anh em nhìn theo cái góc nhìn của cái máy trọng tài ấy. Máy trọng tài thì các anh em sẽ thấy là quả đấy là FNB là 2,4 cây lực. Nhưng mà thực tế là nó bị lag ấy. Trên máy của tôi là nó hiện có một cây lực thôi. Thì trước khi đá PNT thì tôi bị giật một cái. Thế là nó hiện có một cây lực. Lực thì xanh. Và quả đấy thì tôi không chỉnh hướng gì cả. Đá vào giữa gôn thôi. Thế thì nó bay mẹ ăn trời. Chịu. Mình bó tay. Mình bất ngờ. Nhưng mà hôm nay thì nó cũng do ấy nữa. Tức là bên mấy anh em tổ chức giải thì cũng nhầm lẫn. Line up của bọn tôi thì nó khác. Trận bán kết thì là tôi đá đầu. Thì trận đấy thì line up là đúng rồi. Nhưng mà trận chung kết là line up của team tôi là khác. Là tôi đá cuối cơ. Nhưng mà bên ban tổ chức thì họ nhầm. Họ lại đưa mình lên đá đầu. Thế anh em cũng không chuẩn bị trước. Cho nên là mới có cái vụ mà để anh em khán giả chờ mất mấy phút ấy. Là vì tôi không biết là tôi đá đầu. Tôi không biết là trận chung kết là tôi đá đầu đâu. Thế đang đi vệ sinh thì ban tổ chức gọi vào đá. Rửa tay rồi. Tay vẫn thối. Đen như các bạn. Line up là Minh đá đầu, Duy đá 2 thì trận cuối thì anh Bình mới đá. Nhưng mà ban tổ chức nhầm. Lỡ post hình lên rồi. Thế bảo vào đá đi anh. thì thôi đá thôi. Vui mà. Còn cầm được bóng là may đấy, đấy. Hùng Văn ạ. Không phải ai cũng đá được đâu. Không phải ai ạ. Đêm qua còn stream FIFA 22 đến 4 giờ sáng mà hôm nay đã thi đấu được Evo 4 đâu. Nhớ được nút là giỏi rồi em. Anh còn không giật CE được một phát nào. Anh còn không Sang Lê Thúc đã phang 15 sao tốc đẩy quy được một phát nào. Đấy cho anh sáng. Như thế là vui rồi, thì thoảng ấy. Cả năm làm bình luận viên. Có giải được anh em hỗ trợ cho vào đá. Cho nó đỡ ngứa tay các bạn. Hôm sau lại đi hot, lại đi nói vét. Làm công tác bình luận. Ok, thôi anh nha. Đấy cũng là cái vui vui mới mới trong ngày hôm nay. Có cái để anh em nói. Ít ra thì tôi cũng thi thoảng được hưởng cái cảm giác thi đấu cho nó đỡ buồn. Còn hôm nay thì sẽ là những cái thông tin vào ngày 17 tháng 10. 17 tháng 10 là sinh nhật chị tôi. Thông tin là ngày hôm nay. Hôm qua thì anh em chắc xem bóng đá thì cũng biết rồi. Liverpool thắng trận thuyết phục. Man City vẫn thiếu tiền đạo. Nhưng Man City ngày hôm qua đá vẫn thiếu tiền đạo. Nhưng mà lối chơi các thứ thì không có gì phải bàn cả. Đấy thì họ cũng thắng 2-0. Chelsea thì có một cái trận đấu rất là nhọc nhằn. Và đấy là một trận đấu rất là hay. Brentford đá rất hay. Và cái thông số bàn thua kỳ vọng của Chelsea ấy là 10.6 trong 3 trận gần đây thì phải. Đúng nhỉ?
tôi không nhớ nhưng mà mấy trận gần đây thì Chelsea thủng lưới 3 bàn. Mấy trận gần đây thì thủng lưới 3 bàn. Nhưng mà đáng lẽ là theo như thống kê của máy tính các thứ ấy, một cách bình thường nhé, thì họ phải thua 10,6 bàn. Đấy là theo cái thống kê. Đấy, tức là số lượng bàn thua kỳ vọng của Chelsea lên tới 10,6 bàn. Trong khi đó thì họ chỉ để thủng có 3 bàn thôi. Điều đó chứng tỏ là thủ môn của Chelsea quá tốt. Đấy, thủ môn của Chelsea quá tốt. Và điều đấy thì đúng thật. Trong trận hôm qua thì Mendy gánh Chelsea vãi trưởng luôn. Đó. Hôm qua thì Brentford đã hay. Và năm nay thì cho đến vòng này thì Brentford vẫn hay. Hay ở cái chỗ là cái tinh thần thi đấu. Cái nữa là cái lối chơi của họ, cách tiếp cận trận đấu các thứ. Nó không giống như một đội bóng nhỏ kiểu nhược tiểu mà nó đá rất là sòng phẳng. Còn những cái đội bóng như thế này thì nó cũng khó có thể làm nên cái gì đấy quá là lớn ở một giải đấu, khi mà càng ngày thì bóng đá nó càng khắc nghiệt hơn, cầu thủ phải đá dày hơn. Như kiểu Brentford thì nó có cái lợi so với những đội bóng lớn là nó không phải căng sức, nó đá nhiều mặt trận. Nhưng mà cái hại của nó là đội hình của nó chắc chắn là không dày, trình độ của các cầu thủ cũng không phải là cao. Đấy, đến lúc mà nó gắng, nó gượng hết cái chỗ này đi thì nó sẽ yếu dần. Và nó cũng sẽ đâu đấy, nếu mà năm nay Brentford mà xếp trên vị trí thứ 10 tức là họ cũng đã thành công rồi, cũng là ok rồi. Nhưng mà hôm qua đúng là Mendy bắt hay thật. Hôm qua mình được xem hai trận thì đều là hai trận đấu hay. Thực ra trận MU nếu mà khán giả trung lập ngồi xem thì cũng thấy hay, bởi vì đấy là một trận đấu nó có nhiều tình huống hấp dẫn. Nó có nhiều cái để xem, không khí nó cũng tốt. Đấy. Thì và nhiều bàn thắng nữa, 6 bàn thì đấy là một trận đấu hay. Đối với anh em MU thì xem nó sẽ không vui lắm. Nhiều bạn là ức chế nữa. Nhưng mà anh em mà kiểu fan trung lập xem bóng đá thì trận MU là một trận rất hay. Bởi vì bóng đá mình không cổ vũ cho đội nào. Chúng ta được xem rất nhiều những cái tình huống xảy ra, diễn biến trận đấu nó sôi nổi, nó hấp dẫn, nhiều bàn thắng. Nó cũng có những pha tấu hài. Đấy, kiểu kiểu đấy thì đấy là một trận đấu nó rất nhiều món ngon. Thế là vui rồi, như vậy hôm qua mình ngồi mình xem hai trận đấu bóng đá thì đều là hai trận hay. Hôm nay thì thôi, chả xem trận nào. Tranh thủ live stream. Chào Trung Hiếu nhá, chào Hùng, chào Ngọc Văn nhá. Ok, Sơn Đào chuẩn chuẩn. Còn Mendy bắt trong game và ngoài đời thì khỏi bàn. Mendy thì có cái mùa 20 UCL thì bắt khá là tốt, nhưng mùa đấy thì lại không có quốc tịch Pháp. Đó, anh chào Đạt Phạm nhá. Cho em xin hai chú icon đá cam đỉnh nhất. Dead Farm đã phang 10 sao vào mặt sếp. Em xin tên hai chú icon đá cam đỉnh nhất. Cam icon Eusebio với Netvet. Rất chuẩn luôn. Đang nói đến đâu rồi nhỉ? Mendy ở những cái mùa mà lương thấp nó bị một cái rất là ngu, đó là bắt pen. Bắt pen rất ngu. Thằng Mendy ấy, cái tỷ lệ cản phá thành công pen của Mendy rất thấp. Nếu như bạn nào có dùng thì chắc là bạn sẽ hiểu điều này. Khi mà vào cái loạt đấu súng penalty ấy, thì nếu các bạn dùng Mendy thì các bạn có bay đúng hướng nó cũng không sờ vào bóng. Tỷ lệ cản phá pen thành công của Mendy rất thấp. Nó thấp hơn Areola, thấp hơn Szczęsny, Củ Tỏi, thấp hơn Van der Sar đương nhiên rồi. Nói chung là để mà gọi là bắt pen mà nó tín ấy, thì Van der Sar là thủ môn tín nhất rồi, đáng tin cậy nhất. Thường là khi mà Van der Sar các bạn đoán được trúng hướng thì các bạn sẽ đẩy được. Nhưng mà với những cái thủ môn lương thấp hoặc là những cái thủ môn kiểu danh tiếng nó không được cao thì đoán được nhưng mà không sờ được vào bóng là chuyện bình thường. Tiền đạo icon đá chung với hai cam. Tiền đạo icon thuộc loại dễ dùng ấy, thì trong game có vẫn là Eusebio.
Hainan Crespo là thuộc loại dễ dùng mà rẻ. Johnny Depp đã phang 10 sao vào mặt sếp. Cho em xin hai tiền đạo ai cần đá chung với hai cam anh vừa nêu. Anh thì anh chỉ khuyên những con hàng kiểu rẻ rẻ thôi. Và để một con toàn diện đá kiểu gì cũng được. Đấy là con Cha Bum Kun. Cha Bum Kun nó khỏe lắm. Đấm người thôi rồi luôn. Đấy thì anh chỉ khuyên mấy con kiểu đấy thôi. Cha Bum Kun thì nó không rẻ, nhưng mà nó vẫn đang rẻ hơn những cái con kiểu Angry các thứ. Đấy thì đấy là lời khuyên của anh. Anh cũng không khuyên theo cái dạng gọi là nhiều càng nhiều tiền càng tốt. Có những con icon thì nó đắt nhưng mà đá nó rất khó, như kiểu Rock 3 đá rất khó. Lối chơi của Rock 3 đặc trưng ấy, bạn nào mà kiểu hay tạt ngược như tôi ấy. Đấy, đá mà hay tạt ngược kiểu kiểu đấy thì Rock 3 ngon. Nhưng mà đâu có phải ai cũng có thể làm được cái điều đấy. Hôm nay tôi tạt ngược là tôi tạt bằng QZW ấy. Cho nên là bóng nó mới cong, nó mới xoáy như vậy. Check với Mandy trong game thì ai bắt kinh hơn? Nó cũng tùy mùa, check thì nó đắt. Check thì nó đắt hơn mà. Check trong game này cũng không phải là hay lắm. Ít mùa, nhưng không phải hay lắm. Chelsea thì con ém Mandy mùa 20 UCL là con ngon rồi, lương đâu đấy 16. Thường thì tôi thấy anh em build team Chelsea thì vẫn dùng củ tỏi. Nếu mà 10 ông build team Chelsea thì chắc được 3 ông dùng MND. Đợt này thì chắc là cũng nhiều người dùng hơn, bởi vì là dù sao thì MND cũng là phong độ đang cao và lại đang là thủ môn hiện tại của Chelsea nữa. Thì chắc là anh em thích hơn, nhưng mà đợt trước cách đây vài tháng thì đa phần là dùng củ tỏi hết. Xem giải thì cũng tùy. Giải đấu như các bạn thấy là nó cũng là liệu cơm gắp mắm nữa, và lối chơi nó phải đặc trưng, đá nó chuẩn chỉ như thằng Lip Sandbox ấy. Nó mùa vừa rồi đội hình của nó như củ kẹt ấy. Nó bốc toàn phải những con trời đất hỡi, rồi nó phải dùng đến Alexandro Gomez. Anh em biết rồi, con Alexandro Gomez, con Messi chân phải mà ngày xưa tôi làm review ấy. Tất nhiên là nó đá cũng tốt, nhưng mà so với những cái con hàng quốc dân các thứ thì nó cũng chả có cái vẹo gì. Nhưng mà rồi nó vẫn phải dùng. Cho nên là cái tinh thần thi đấu đấy, tất nhiên là cả may mắn nữa. Thì cầu thủ nó chỉ một phần thôi. Năm sau có Galacticos có chiến tiếp không anh? Chiến chứ em, sao lại không? Ok, ơi lan man quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tin tức. Đấy, đây là cái chuyên mục mà tôi rất muốn làm hàng ngày. Đấy, có trừ những hôm mà không live stream được thôi. Nhưng mà nếu mà có không live thì mình vẫn sẽ post. Mình vẫn sẽ post trên phê thể thao, trang web cá nhân của mình. Đấy, nếu anh em mà có thói quen mỗi buổi tối vào anh em đọc. Đấy, thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người. Đấy, nó đơn giản chỉ thế thôi. Và bọn mình sẽ không có đưa ra những cái thông tin nó kiểu hàn lâm chuyên sâu gì cả. Đấy, vì với khả năng của tôi thì cũng không có nhiều thông tin hàn lâm chuyên sâu gì. Chỉ đơn giản đấy là đưa tin thôi. Và nếu như mà có stream chém gió với các bạn thì mình có thể gọi là tấu hài thêm một tí, thêm mắm thêm muối vào những cái dòng tin tức này, để ngồi nói chuyện với các bạn cho nó có không khí hơn. Thì thường là mỗi buổi tối chúng ta gặp nhau thì đều có cái phần tin tức này ngay từ đầu. Sau đấy thì chúng ta mới chơi game. Còn nếu như mà anh em lên stream của tôi vào những cái buổi khác, ví dụ đêm khuya thanh vắng giờ châu Phi, hay là buổi sáng đấy, hoặc buổi trưa buổi chiều, thì sẽ là vào game luôn. Tối thì có chém gió. Ok, Việt Nam có thể đá trên sân Mỹ Đình và có khán giả. Hai trận đấu của tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Ả Rập tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong tháng 11 tới dự kiến có thể đón khán giả vào sân. Cụ thể, hai trận đấu này thuộc lượt trận thứ 5 và thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lần lượt từ ngày 11 và ngày 16 tháng 11. Cả hai trận đều sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thông tin của báo Tiền Phong, đấy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản xin phép các cơ quan chức năng để cho khán giả vào sân ở hai trận đấu này.
Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ đón khán giả vào sân với số lượng dưới 50% sức chứa sân vận động Mỹ Đình. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đang dần được kiểm soát. Sự cổ vũ của các vận động viên sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng cũng phải chờ các cơ quan chức năng. Theo ông Lê Hoài Anh, thì các khán giả vào sân cần đáp ứng những yêu cầu cần thiết về việc phòng chống dịch như đã tiêm vaccine, có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó thì ở trận đấu của tuyển Việt Nam với Úc vào ngày 7 tháng 10, VFF từng lên kế hoạch cho khán giả vào sân nhưng không được chấp thuận. Tôi cũng không biết là mặt cỏ sân Mỹ Đình sẽ như thế nào, nhưng mà cũng lâu rồi thì cái việc mà chăm chút sân bãi của Việt Nam mình là không tốt, cũng phải nói là không tốt. Đấy, cho nên là cái bóng đá nó ở cái đẳng cấp chưa cao và cái điều kiện thi đấu các thứ của các cầu thủ thì cũng không tốt, và các cầu thủ Việt Nam thì đá cũng căng củ quạt chứ anh em. Một năm thì cũng đá cũng rất nhiều các trận đấu, và với thể trạng, thể chất của cầu thủ Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng phải cần những khoảng thời gian để cải thiện. Chắc đâu đấy nếu như mà chúng ta cứ đi theo cái lộ trình này để cải thiện sức vóc của cầu thủ thì từ 10 đến 15 năm nữa thì thể chất của Việt Nam mình sẽ rất là ngon. Và đang rất là hy vọng là khi mà World Cup lên 48 đội vào 4 năm sau, vào năm 26, thì lúc đấy sẽ có Việt Nam có mặt. Đấy là hy vọng thôi, nhưng mà cửa vẫn bé. Nhưng mà đến tầm này chúng ta cũng đã lọt đến vòng cuối cùng của vòng loại World Cup rồi, thì 4 năm sau chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng là chúng ta sẽ có suất. Đấy là còn sự nỗ lực nhiều nữa, nhưng mà để mà thay đổi được bóng đá Việt Nam gọi là toàn diện thì tôi nghĩ rằng phải 15 năm nữa. Nếu mà vẫn giữ được cái kế hoạch và cái lộ trình này thì chắc phải tầm 15 năm nữa. Lúc đấy thì anh em cầu thủ vào sân thằng nào cũng phải 1m8 trở lên, chạy căng củ quạt. Đấy, tinh thần thi đấu mới là vững vàng rồi, kinh nghiệm các thứ chuẩn rồi, như diễn viên điện ảnh vào sân to cao cơ bắp. Jurgen Klopp khẳng định Salah hơn Messi và Ronaldo. Trong cuộc phỏng vấn ở trận đấu với Watford, huấn luyện viên người Đức không tiếc lời khen dành cho cậu học trò cưng. Salah chắc chắn là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện tại. Đối với riêng cá nhân tôi, cậu ấy chính là người giỏi nhất. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn đang nổ súng đều đặn ở đẳng cấp hàng đầu. Nhưng thời điểm hiện tại, Salah chắc chắn là người đứng đầu. Nói đúng là về thông số thì Klopp nói không ngoa, cái này cũng không phải nổ đâu. Salah đá hay thật. Có lẽ là ở châu Âu thì Salah chính là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu vào tính từ cái lúc mà mùa giải bắt đầu đến giờ. Chúng ta xem thì cũng không thể phủ nhận được, Salah quá hay. Và cái việc mà Jurgen Klopp lên nói về Salah với những cái lời hay ý đẹp như vậy, ông ta có lý của ông ta, lý từ chuyên môn, lý từ cái sự đóng góp. Cái nữa là cũng vuốt ve Salah một chút, khi mà hiện tại cái mức lương của Liverpool trả cho Salah nó chưa được cao. Đấy thì cũng phải vuốt ve một tí để cho nó ở lại, nó cống hiến cho nó hạnh phúc. Chứ bây giờ chả lẽ lại học trò của mình mà mình lại không cho nó là nhất. Con hát mà mẹ còn không khen hay được nữa thì còn nói làm cái gì. Nhưng vấn đề đấy là Salah hay thật. Ngay cả Sir Alex Ferguson bây giờ cũng gọi là mang cái tính biểu tượng và tinh thần là chính. Sir Alex Ferguson vẫn lên nói rằng là CR7 xứng đáng của đoạt bóng vàng. Cũng là rất kiểu là con hát mẹ khen hay, nhưng mà đấy là cái sự động viên tinh thần các thứ, đúng không? Thế bây giờ mà con hát mà mẹ còn không khen được hay nữa thì chịu. Đấy, cho nên là Klopp thì hoàn toàn có cơ sở để nói những cái điều đó. Khi mà chúng ta ngồi xem bóng đá thì chúng ta cũng thấy rằng là Salah là quá xuất sắc rồi. Từ đầu mùa đến giờ chả có gì để có thể là nghi hoặc cái câu chuyện này. Ngay cả cái việc mà CR7 đạt cái cầu thủ tiêu biểu của tháng Play of the Month thì nó rõ ràng cũng là vì cái fame của CR7 nó to. Cho CR7 được cái giải đấy thì nó cũng boost view, boost fame nhiều hơn, báo chí cũng có nhiều cái để viết hơn. Nhưng mà cá nhân tôi thấy là Salah xứng đáng hơn. Đấy thì dù sao nữa thì tôi cũng thấy rằng là cái phát biểu của Klopp là nó hoàn toàn có cơ sở, cũng không có cái gì đáng để phản biện cả. Chuẩn rồi, chuẩn như Klopp rồi.
Ngoại hạng Anh bị chê vì chưa tiêm vaccine COVID-19. Theo tờ Daily Mail thì Ngoại hạng Anh đang bị chỉ trích vì số lượng cầu thủ tiêm vaccine COVID-19 quá ít. Một nghiên cứu mới đây tiết lộ hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh nếu xét bảng về mặt tiêm vaccine 19 thì là những cái giải đấu cái gì đây? Xếp bét bảng trong những giải đấu thể thao hàng đầu được tổ chức trên thế giới, tức là các cầu thủ không tiêm vaccine. Nghe tin cũng khá lạ, tôi thấy hơi lạ. Tin này là cái tin khá mới. Mình cứ nghĩ là các cầu thủ thì nó phải được ưu tiên tiêm đầu tiên, chịu thôi. Đa phần thì mấy thằng cầu thủ mà nó đang còn thi đấu thì nó đều thể chất rất là tốt, cho nên là nó nghĩ rằng là không tiêm tốt hơn, tự miễn dịch sẽ tốt hơn là tiêm vaccine vào, thì tùy đó thôi. Ở nước ngoài tiêm vaccine hay không tiêm là bình thường, không phải đâu. Vào tháng 3 năm nay, bây giờ là tháng 10 rồi, cách đây khoảng hơn nửa năm, vào tháng 3 thì với những người dân ở rất nhiều nơi, ví dụ như ở Pháp hay gì chẳng hạn, có một số vùng ấy, muốn đi xem phim, muốn đi ra ngoài cái thứ thì cũng phải có chứng chỉ là đã tiêm vaccine. Nó cũng khá là giống với Việt Nam mình thôi, cũng không phải khác gì đâu. Tất nhiên là tiêm hay không là quyền của mỗi người. Và ở Việt Nam cũng thế, có quyền lựa chọn không tiêm. Không ai ép các bạn tiêm vaccine cả. Khi mà các bạn tiêm vaccine thì các bạn sẽ phải ký vào cái giấy đấy là chịu hoàn toàn trách nhiệm với cái quyết định tiêm vaccine của mình. Đấy, và các bạn có quyền không tiêm. Ví dụ như là tổ dân phố các thứ họ đến, họ yêu cầu xét nghiệm thì các bạn phải xét nghiệm. Cái đấy là bắt buộc, bởi vì là ngoài cái sức khỏe của các bạn thì còn là sức khỏe cộng đồng nữa. Cho nên là người ta yêu cầu các bạn xét nghiệm xem là các bạn có tiếp xúc hay là dính virus hay không, thì cái đấy thì bạn phải xét nghiệm. Nhưng mà cái việc mà tiêm hay không thì ở Việt Nam mình hoàn toàn là bạn thích tiêm thì bạn tiêm, mà bạn không thích thì thôi mà. Có ai bắt các bạn tiêm đâu. Thì nước ngoài nó cũng thế. Nhưng vấn đề là đã có những cái giai đoạn ở các nước châu Âu thì phải tiêm vaccine thì mới được ra ngoài, mới được tham gia những hoạt động liên quan đến cộng đồng hay là tiếp xúc với những người xung quanh. Có mà, vào tháng 3, nếu các bạn nó lục lại những cái tin thời sự vào tháng 3 thì các bạn sẽ thấy là nó như thế mà. Tóm lại thì ở đâu như nhau thôi, chẳng qua là chậm hay là sớm thôi. Sosa sẽ không bị MU sa thải. Tờ The Atlantic khẳng định chiếc ghế của huấn luyện viên Sosa vẫn được đảm bảo bất chấp những kết quả không tốt gần đây. Chiến lược gia người Na Uy vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ đến từ ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Mới nhất thì đội bóng chủ sân Old Trafford đã thua 2-4 trước Leicester City, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 3 liên tiếp. Thực tế thì mùa này chúng ta cũng đều đã nói về cái câu chuyện về Sosa rồi. Thứ nhất thì Sosa gia hạn hợp đồng với ban lãnh đạo MU rồi. Đấy, gia hạn, cũng mới gia hạn gần đây. Thêm đầu đấy là đến năm 24 hay sao nhỉ. Đấy, mới gia hạn, nên bây giờ mà sa thải tiền đền bù nó cũng lớn. Cái thứ hai là thực sự ông chủ của MU nó cũng không quan tâm đến bóng đá, nó cũng giống như ông chủ Arsenal thôi. Có lẽ là nó đang đi xem bóng bầu dục hoặc là xem bóng rổ hay là cái gì đó. Đấy là những cái mối quan tâm của các ông chủ của hai đội bóng này. Ông chủ của MU thì tôi nghĩ nó còn quan tâm bóng đá hơn ông chủ của Arsenal nữa. Đấy. Chứ còn về cái độ quan tâm đến bóng đá chắc là chủ của Arsenal thì quan tâm bằng không, còn chủ của MU thì quan tâm đâu đấy khoảng 5-10%, khoảng đấy thôi. Tức là cái việc mà thành tích trên sân rồi phản ứng câu lạc bộ các thứ thì nó sẽ phản ứng rất là chậm so với những cái câu lạc bộ khác. Và người ta còn nói rằng là anh chào Sơn. Người ta còn nói rằng là mặc dù MU đang thi đấu rất là thiếu màu sắc như vậy, nhưng mà cái ghế của Sosa còn chắc hơn ghế của Tú Chèo bên phía Chelsea nữa. Đỗ Ngọc Thomas Sơn Tuchel đã phang 10 sao vào mặt sếp. Hello sếp. Thomas Tuchel đang thi đấu rất tốt cùng với Chelsea, nhưng thậm chí là cái ghế của Tuchel còn lung lay hơn cái ghế của Sosa nữa. Đấy, thì mới bảo là Sosa ấm chỗ lắm, nó khác.
Cái nữa là chúng ta đã từng thấy là những cái danh thủ, những cái huyền thoại MU công kích mạnh mẽ những cái huấn luyện viên đời trước như thế nào, công kích David Moyes nhiều như thế nào, công kích Mourinho nhiều như thế nào, Van Gaal lên cũng bị công kích nhiều như thế nào. Nhưng mà với Solskjaer thì họ nhẹ nhàng hơn. Đấy, đấy, những cái cựu danh thủ MU, huyền thoại MU khi mà họ nói về Solskjaer họ nói nhẹ nhàng hơn. Lý do là vì dù sao nữa Solskjaer cũng là đồng đội của họ, cũng là đồng đội trong rất nhiều năm. Chả lẽ bây giờ anh em đã trên bến dưới thuyền ngày xưa, bây giờ thì thôi thì cũng là mỗi người mỗi việc. Đấy, bây giờ cũng không còn là đồng đội của nhau nữa, mỗi người mỗi việc rồi. Nhưng mà chả lẽ lại lên lại bảo vệ Solskjaer huấn luyện như cái đầu bòi các thứ thì chắc là cũng không, nó cũng là tình xưa nghĩa cũ mà, cho nên là họ cũng không công kích Solskjaer nhiều. Đấy. Còn MU thì đầu mùa này cái vụ CR7 thì chúng ta vẫn đều nói rồi, đa phần là khán giả trung lập thì rất thích Ronaldo về ngoại hạng Anh, tôi cũng thế, tôi xem MU nhiều khi cũng vì Ronaldo. Nhưng mà chúng ta cũng đều biết là Ronaldo bây giờ nên đá dự bị, tôi vẫn hay nói trên stream và cái điều này thì mình cũng không bao giờ có chuyện là nói hai lời. Tôi vẫn nghĩ là Ronaldo về MU là một cái bài toán rất khó cho MU. Có Ronaldo người ta sẽ nói bài toán vô địch. Không có Ronaldo trong mùa này thì MU top 4 có lẽ cũng không phải là cái gì đấy quá là thảm họa. Nhưng có Ronaldo là chắc chắn người ta sẽ nói câu chuyện vô địch. Nhưng có Ronaldo chưa chắc là đã đá tốt bằng không có Ronaldo. Đấy, lý do là vì Ronaldo là một cầu thủ nằm ngoài kế hoạch chuyển nhượng. Anh ta không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của MU năm nay. Chẳng qua là MU bị gài thôi. MU bị đại diện của Ronaldo gài. Và có khi là trong cái quả mà gài hàng này có cả cái sự tham gia của diễn viên Ronaldo nữa. Bởi vì cái cốt yếu là Ronaldo muốn chạy thoát khỏi Juventus. Và về được MU là một câu chuyện quá là perfect. Và đây là một cái đòn gài hàng. Với MU thì họ bị phá vỡ rất là nhiều kế hoạch của đội bóng, họ bị thay đổi cả lối chơi. Đấy. Và trong những cái bài phỏng vấn gần đây hay là những cái bài phát biểu gần đây thì rất nhiều người còn nói rằng là Ronaldo lười pressing, cái này là hoàn toàn chính xác. Thực ra là cũng có những cái mà Gary Neville nói đúng, Ronaldo rất là lười pressing từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì anh ấy đã già rồi. Tuổi tác vào nữa thì điều đấy nó càng thể hiện rõ trên sân. Và cái khả năng pressing tầm cao của MU gần như là không có. Gần như không có. Bây giờ nếu mà họ muốn pressing tầm cao thì họ sẽ phải đẩy thêm một cái người ở tuyến dưới lên. Bởi vì Ronaldo không có khả năng pressing. Và các con số thống kê nó chỉ rõ luôn điều này chứ không phải là nói mồm đâu. Không phải nói mồm. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng ở một cái giải đấu nó nhiều thể lực như ở ngoại hạng Anh thì Ronaldo không thể là cái người mà tuần nào cũng ra sân được. Không thể là người tuần nào cũng đá chính được. Nếu mà cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn MU sẽ đá không tốt. Thì tôi cũng có đồng quan điểm với một số người kiểu như vậy. Với Ronaldo thì dùng như thế nào hợp lý. Và Solskjaer phải dũng cảm hơn về câu chuyện là ông ta phải biết cách cho Ronaldo đá lúc nào và cho nghỉ lúc nào. Một cái cầu thủ lớn như vậy, bây giờ Solskjaer nếu mà vứt Ronaldo ra ngoài mà MU đá hay hơn thì Solskjaer mới thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Cái nữa là trong trận đấu vừa rồi, cái việc mà đưa Harry Maguire vào sân để tạo ra rất là nhiều cái sự sai lệch về diễn biến trận đấu như vậy là một cái điều mà Solskjaer đã dở, nó đúng là dở. Chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào thế trận và những cái gì đã rồi thì chúng ta nhìn ra nó rất là dễ. Tất nhiên là với các huấn luyện viên khi mà trận đấu chưa diễn ra ấy, cái lựa chọn của họ có thể đúng, có thể sai. Còn trong trường hợp này thì sau khi chúng ta xem xong trận đấu thì chúng ta biết là lựa chọn của Solskjaer đã là sai rồi, đúng không? Một cái cầu thủ mà trước đó 3 ngày anh ta còn chưa thể tập luyện một cách bình thường. Maguire mới chỉ quay lại sau chấn thương bắp chân, tôi nhớ là trong chấn thương bắp chân. Bởi vì làm sao mà lại chấn thương bắp chân? Bởi vì Maguire phải đá quá nhiều. Từ cái lúc mà mua con Maguire về, bắt nó đá có thể nói là cày khủng khiếp. Và nó bị chấn thương vì nó quá tải. Đấy, khi mà cầu thủ nó quá tải thì mọi cái va chạm, mọi cái quả dướn hay cái gì đấy, hay là những cái tình huống tốc độ cao đều có thể dẫn đến chấn thương của nó. Maguire bị chấn thương, quay trở lại chưa tập luyện được bình thường,
đã phải vào sân đá chính rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà thằng Mắc Hài nó là mắt xích yếu, rõ ràng là Leicester nó biết. Đấy, câu lạc bộ Leicester nó đã nghiên cứu kỹ MU rồi. Leicester trong cái khoảng thời gian vừa rồi nó cũng không có phong độ tốt, được gọi là phong độ chạm đáy luôn rồi đấy. Nhưng mà khi mà gặp MU thì như kiểu mẹ chết đuối vớ được cọng, và nó lại còn nhìn được cái line up của MU nữa. Mắc Hài ra sân và nó đánh đúng vào cái điểm ấy luôn. Nó cứ dồn bóng vào cái chỗ đấy nó đánh thôi, và cái bài đánh nó thành công. Leicester đâu phải là cái đội bóng mà trong mùa này họ có một cái lối chơi đặc thù hay là điển hình gì đâu. Leicester hiện tại cũng đang liệu cơm gắp mắm. Đầu mùa thì nó mất thằng Fofana, một trung vệ. Năm ngoái là team of the season đúng không? Anh em biết Fofana. Năm nay nó đâu có đâu. Ngay cả thằng Vestergaard, trung vệ số 3 của nó ngày hôm qua cũng không thể ra sân được. Đấy thì cái việc mà line up của MU hôm qua với Ronaldo, với Sancho, với Greenwood là một cái bộ ba có khả năng pressing bằng không. Không có khả năng pressing. Đấy, chưa nói đến việc build up từ tuyến dưới lên là đã toang rồi, thì cái khả năng pressing để lấy lại bóng, gây sức ép lên đối thủ của MU hôm qua là bằng không. Đấy, và Bruno ở trên tuyển thì đá không thành công. Bây giờ về thì anh ta đá với Ronaldo cũng chưa có nhiều cái sự kết nối. Đã có những cái kiến tạo rất là bắt mắt của Bruno cho Ronaldo, nhưng mà thực tế thì cái sự ăn ý của Bruno với Ronaldo nó cũng không nhiều lắm. Chúng ta cũng không thấy được là cái sự gắn kết này nó được thực sự rõ ràng, và Bruno cứ cầm bóng là Ronaldo sẽ có cơ hội, thì cái điều này nó chưa rõ ràng lắm, nó chưa rõ ràng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là trước đây thì tôi có nói về cái lối chơi của MU ở cuối mùa trước, với cái lối chơi bật tam giác và dùng tiền đạo mũi nhọn để kéo hậu vệ đối phương. Rất hay có cái bài là Cavani khi mà có mặt trên sân thì một là anh ta chạy chỗ để tung ra những tình huống xâm nhập vòng cấm rất nhanh. Cavani là một trong những cầu thủ chọn vị trí rất giỏi, nhưng Cavani có một cái bài rất là hay, đấy là đang đá ở trên giật về. Bài này là bài Cavani làm rất là đỉnh. Đá ở trên giật về để tạo khoảng trống cho người ở dưới băng lên. Đấy, là một trong những cái bài rất hay của Cavani. Thì năm nay MU cũng làm được một số lần, đặc biệt là trong cái trận Leeds United thì làm được. Nhưng mà mấy cái trận sau thì không thua. Năm nay thì mặc dù là có những cái trận thắng như kiểu thắng Wolves, thắng West Ham, nhưng đấy đều là những cái trận đấu mà ngay cả đến cổ động viên MU cũng không ngửi nổi. Thắng đấy nhưng mà không vui nổi. Bởi vì nó không có màu gì cả. Fred muốn đá tự do hơn tại MU. Tiền vệ Fred vừa cho biết anh muốn được thi đấu tự do hơn, đặc biệt là ở vai trò tấn công trên hàng tiền vệ MU. Phát biểu sau khi được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Brazil và Uruguay, thì Fred khẳng định anh sẽ chơi tốt hơn nếu được đá ở vị trí dâng cao. Tôi biết mình vừa có một trận đấu tốt, chiến thắng luôn là điều mà chúng tôi hướng đến, dù Uruguay là một đối thủ mạnh. Tôi cần phải giữ được phong độ hiện tại, kể cả ở câu lạc bộ. Tại MU tôi chơi thấp hơn với vai trò tương đối khác. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phát huy được nhiều hơn nếu đá ở vị trí tiền vệ công, Fred chia sẻ. Nếu mà trước đây khi mà MU mua Fred thì chắc anh em cũng xem highlight nhiều, khi mà hắn ta đá ở Saka Donetsk thì hắn ta cũng là một trong những cái con hàng rất nhiều những cái highlight trên YouTube. Xem YouTube thì Fred đá gọi là như chúa trời. Đấy mới gọi là Fred đại đế. Đó, và Fred nói rằng tôi muốn được đá dâng cao tấn công hơn. Pogba cũng nói là tôi muốn được đá tấn công hơn. Pogba cũng mới đây cũng vừa mới chia sẻ đấy là anh ta sẵn sàng ở lại MU nếu như mà MU đáp ứng một trong hai điều kiện. Một là nâng mức lương lên 400.000 bảng một tuần. Hai là mang về một cầu thủ có thể đá thấp và thu hồi bóng tốt để cho Pogba hoàn toàn có khả năng vẽ vời. Đấy, thì chúng ta mới thấy là Pogba thì cũng đòi đá tấn công. Fred cũng đòi đá tấn công.
Và đúng thật là hai ông này đá tấn công thì sẽ tốt hơn so với cái việc là cứ bắt họ phải phòng ngự. Ngày hôm qua Pogba tham gia vào rất nhiều tình huống phòng ngự và chúng ta thấy điều gì? Đấy là cái kỹ năng đọc tình huống và phòng ngự của Pogba là cực kỳ kém. Thường là anh ta sẽ phản ứng rất chậm với những tình huống phòng ngự, đứng chỗ không chuẩn này. Đấy, vào bóng thì toàn phạm lỗi. Toàn phạm lỗi bởi vì sao? Bởi vì Pogba nỗ lực để lấy bóng, nỗ lực để tranh chấp, nhưng vấn đề là cái kỹ năng tranh chấp nó không có. Cho nên là vào bóng nó thô và thường phải dùng cái sức mạnh thể chất và cơ bắp để đàn áp đối thủ, cho nên là Pogba rất hay phạm lỗi. Nó là như vậy. Và điều này cũng có thể cho thấy luôn đấy là Matic bây giờ quá đắt rồi. Ông Matic giờ quá đắt rồi. Đấy, cho nên là để thằng Fred lâu nay nó gồng, nó phải đá ở cái vị trí không sở trường. Cứ chửi nó suốt đi. Có nó thì hòa. Có nó thì thua sát nút, còn không có nó thì thua đậm. Greenwood sáng cửa giành Golden Boy. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United Mason Greenwood vừa được điền tên vào danh sách rút gọn 20 đề cử cho danh hiệu Golden Boy năm nay. Bên cạnh Greenwood, những ngôi sao trẻ khác như Pedri, Saka, Bellingham cũng đều có tên trong danh sách rút gọn. Dẫu vậy, phong độ cao của ngôi sao người Anh có thể giúp anh chiếm lợi thế trong cuộc đua giành danh hiệu ngôi sao trẻ triển vọng nhất năm. Tôi nghĩ là Golden Boy năm nay, nếu mà gọi là thi đấu mà kiểu có óc thì nó phải là Perry. Tất nhiên là Greenwood thì cũng thể hiện được những cái điểm mạnh. Sút rất là tín, Greenwood là sút tín và hay có những cái bàn thắng ngoạn mục. Cũng ghi được nhiều bàn rồi. Nhưng mà đóng góp lối chơi thì Greenwood đóng góp chơi nhiều. Đấy, và gọi là đá mà có não nhiều là Perry. Perry là dạng đá có não nhiều. Chào Kỳ Anh em nhá. Đỗ Ngọc Sơn đã phang 10 sao vào mặt sếp. MU co-pressing được bị pressing tuyến giữa trừ Pogba với Bruno ra bị pressing y rằng bị ngộp xong xuống 1/3 cuối sân cô đục được mấy bọn đóng low block tù thì toàn tấu hài thì LS vô địch được quá nhiều vấn đề. Cái vấn đề chính anh nghĩ là cũng có những cái luồng suy nghĩ trái chiều cũng nói rằng là cầu thủ MU chất lượng không tốt. Cầu thủ MU ngáo, cái này cũng đúng. Và cũng có những luồng ý kiến nói rằng Ole kém thì cái này cũng đúng, tôi nghĩ cũng đúng. Thực tế về chất lượng đội hình của MU cũng là một cái đội hình mà rất nhiều đội khác mơ ước rồi các bạn. Rất nhiều đội khác mơ ước rồi. Đội hình của Leicester City đang được định giá là khoảng 550 triệu. Đội hình của Arsenal được định giá là 530 mấy triệu đó. Đội hình của Arsenal ấy. Trong khi đội hình của MU đang được định giá là 907 triệu. Giá này là nó có sụt giảm một chút so với cuối mùa trước. Tôi nhớ cuối mùa trước, khi mà trước khi bắt đầu mùa giải này thì định giá các cầu thủ MU trên Transfermarkt nó là 972 triệu. Bây giờ thì là định giá nó tụt xuống, nó còn 907 triệu. Cái việc mà định giá trên Transfermarkt nó định giá trên rất nhiều những cái thông số khác nhau và điều này chứng tỏ là đội hình của MU đến thời điểm này đang được đánh giá là chất lượng đứng thứ hai của giải ngoại hạng. Dù sao nó vẫn được đánh giá là một đội hình đứng top 2 của giải ngoại hạng. Cho nên là bảo là cầu thủ MU kém rồi các thứ, thì cũng có thể là phong độ nó không cao, và những cái cầu thủ nó đá không tập trung rồi các thứ. Nhưng mà bảo là đấy là những cái con người mà kém hơn những cái đội như Leicester, kém hơn những cái đội như Arsenal thì tôi nghĩ là không thể. Không thể, nó vẫn xịn hơn rất nhiều. Thậm chí là nó xịn gần gấp đôi đấy chứ. Nó xịn gần gấp đôi. Không thể nói kém được. Đấy, nó kém thì nó kém với Man City. Hoặc đâu đó đang kém Liverpool, đang kém Chelsea. Đấy là những cái đội đang có phong độ rất cao. Đấy. Chứ nếu mà so với những đội khác nó không thể kém được. Và thậm chí về thực tế ấy, thì đội hình của MU vẫn đang được đánh giá cao hơn đội hình của Liverpool. Đấy. Nó không thể kém được đâu. Đấy, còn cái việc mà tại sao mà những cái con người trên sân của MU càng ngày nó bị càng cùn đi, bởi vì là Ole Solskjaer trong 3 năm cầm quân gặp một vấn đề. Đấy là ông ta
sử dụng những cái cầu thủ gọi là quen tay quá nhiều, làm cho cái thằng mà những cái thằng ở đội 1 ấy mà phong độ nó có kém thì nó vẫn nghiễm nhiên nó được đá chính. Còn những cái thằng ở đội 2 mà cho dù mày có đá hay bao nhiêu đi nữa thì mày vẫn dự bị. Đấy, cảm ơn Linh nha. United Linh đã phang 35 sao vào mặt sếp. Nó có một cái cảm giác như vậy. Tôi thì tôi cũng không đảm bảo là thằng Van der Beek vào thì nó sẽ đá hay. Nhưng mà rõ ràng là Ole đang cho nó một cái cảm giác là cho dù mày có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì mày cũng chỉ là thằng dự bị thôi. Đấy, còn Fred thì cho dù mày có đá toang cỡ nào ấy nữa thì mày vẫn đá chính hoặc là tương tự như vậy. Nói chung là rõ ràng một cách cụ thể để đưa ra một cái tên thì mình không đưa được, nhưng nó là như thế. Dùng cầu thủ theo cái kiểu Ole ấy thì cái thằng mà nó có tiềm năng, nó có khả năng nhưng nó không được đá nhiều nó sẽ cùn đi. Còn những cái thằng mà đá tốt rồi ấy, nhưng mà cày ải nhiều quá thì nó cũng yếu đi, nó không có phát huy được. Đấy chứ bảo bây giờ đội hình MU cầu thủ nó ngáo là do thằng huấn luyện viên mấy năm nay bảo nó như thế thì nó ngáo thì cũng đúng thôi. Thằng Mark Hai nó vừa mới đau ốm bệnh tật trở lại, bắt nó đá một trận căng củ quọt thì nó cũng khó mà hay được. Đấy, đấy là vấn đề của huấn luyện viên. Nghèo. Huấn luyện viên cũng có lỗi chứ. Tại sao mà khi mà đội bóng không tốt là nó phải đè đầu thằng huấn luyện viên ra? Chịu trách nhiệm chính chính là huấn luyện viên mà. Cách đây cái trận đấu của Arsenal với Tottenham, tôi cũng có nói rằng Mikel Arteta có một cái pha xử lý rất tệ. Tôi nói ngay trên stream và nói ngay trong cái lúc mà ngồi xem Arsenal đá. Đấy là một trận đấu Arsenal là rất hay, nhưng mà Mikel Arteta đã có những cái quyết định như tôi nói là tại sao không thay trụ cột ra ngoài từ sớm. Thế là Arteta thay người rất là an toàn, thay người muộn quá cho nên dẫn đến cái chấn thương của Granit Xhaka. Và đấy là trận đấu mà tôi nói rằng là Arteta là cái trận đấu giữ ghế, cho nên là ông ta cũng quá thận trọng và ông ta mắc một cái bệnh chả khác gì Ole trong cái trận đấu đó cả. Mikel Arteta mắc cái bệnh đó vào trong cái trận đấu đấy, cho nên là nó mới dẫn đến cái chấn thương của Granit Xhaka. Một cái chấn thương nó cũng khá là hy hữu và đen. Nhưng vấn đề là bởi vì đấy là trận giữ ghế cho nên là huấn luyện viên chọn cái phương án an toàn cho bản thân mình, không rút các cái trụ cột ra sớm, thành ra là nó dẫn đến chấn thương. Tôi nói ngay trên stream, ngay cái lúc mà anh em mình đang ngồi cùng xem trận đấu, đã nói là không thay là quả này kiểu gì cũng dở, y ra ăn đòn. Thì đấy cũng chính là cái mà thường là những cái huấn luyện viên kiểu kinh nghiệm già đời các thứ thì người ta mới có thể làm được, còn mấy cái ông mà là kiểu vẫn đang còn trẻ trẻ thì khó có thể là có những cái quyết định nó xịn. Ronald Koeman vẫn tin Barcelona có thể vô địch La Liga. Trong cuộc họp báo mới đây, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tin Barcelona có thể vô địch La Liga nếu như có đầy đủ đội hình. Bên cạnh đó, Koeman tiết lộ là vẫn nhận được sự ủng hộ từ chủ tịch Juan Laporta và quá trình gia hạn với Ousmane Dembele đang khả quan. Thế bây giờ chả lẽ lại lên để bảo là mẹ Barcelona hết cửa vô địch. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng tầm này sau những cái gì đã xảy ra đâu ấy, sau khoảng gần 10 vòng đấu thì chúng tôi đã hết cơ hội vô địch. Chứ mẹ chả lẽ nói thế mà lên nó đấm vào mồm đấy. Mặc dù đã thi đấu chưa thực sự thành công trong những trận đấu vừa qua, cũng đã có những vấn đề, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn khả năng để vô địch ở giải đấu này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mẹ chả lẽ lại nói khác anh em, cũng phải nói cho đúng kịch bản chứ. Cho nên là cái câu này thì là câu nó cũng khá là huề vốn, và chúng ta cũng chờ xem là Barcelona sẽ đá như thế nào trong những trận đấu sắp tới. Còn phát biểu này thì rõ ràng là phải phát biểu thế thôi. Bây giờ mình lên mình chế, mình bảo là Koeman sàm lồng với lại Koeman thế này kia thì nó nghe nó cũng không đúng. Người ta cũng phải nói thế, chả lẽ lại bảo là hết mẹ cửa vô địch rồi, xem đéo gì nữa hả anh em, chả thế à, thì chết. Vẫn phải nói là chúng tôi khả năng vô địch, cố gắng vì danh hiệu trong mùa giải này. Đấy. Những cái trụ cột thằng nào mà chuẩn bị ký hợp đồng là sắp ký nơi rồi. Giống cái vụ Messi ấy, chắc 100% ký được đến nơi, cuối cùng vẫn đeo ký.
thế nó mới chí chá chứ còn bảo ký mà ký luôn thì còn nói làm gì, ký mà không ký đấy, không ký mà ký thế nó mới hay chứ. Ngó lơ Newcastle, huấn luyện viên Leicester muốn tới Man City thay Pep. Đấy, Brendan Rodgers. Theo tờ Daily Mail thì Brendan Rodgers từ chối sự quan tâm từ Newcastle United vì đang có mục tiêu sẽ thay thế người đồng nghiệp Pep Guardiola tại Man City trong tương lai gần. Nhà cầm cân người Tây Ban Nha Pep Guardiola hiện chỉ còn 18 tháng nữa là hết hợp đồng với đội chủ sân Etihad và bản thân Pep Guardiola cũng đã thông báo rằng sẽ nghỉ ngơi sau khi hợp đồng với Man City hết hạn. Sau đó nhắm đến dẫn dắt vào đội tuyển quốc gia. Hơn nữa thì Roger cũng vừa ký gia hạn với Leicester đến năm 2025. Đỗ Ngọc Sơn đã phang 10 sao vào mặt sếp. Salah đang bị tra khảo xem đá bao lâu nữa thì hết một mùa mặt cười. Salah này quá hay rồi. Sao em cứ có cảm giác Liverpool chỉ bắt nạt được mấy đội yếu, gặp mấy đội mạnh đá như Chelsea, MC cảm giác có thể ghi bàn lúc nào. Em nói như thế thì các đội khác gặp Liverpool thì nó cũng sẽ có cái cảm giác là nó có thể bị thủng lưới bất kỳ lúc nào chứ em. Đội mạnh gặp nhau thì đương nhiên nó là cái một cái bài toán nó có nhiều biến số. Liverpool sợ đối thủ chọc mình thì đối thủ nó cũng sợ bị Liverpool chọc. Còn cái khả năng liệu cơm gắp mắm các thứ của Jurgen Klopp như vậy là quá giỏi rồi em ạ. Mấy năm vừa rồi nếu anh em để ý thì chuyển nhượng Liverpool đâu có bỏ nhiều tiền đâu. Klopp gần như là mua con nào về là dùng được con đó. Đấy. Và nói đúng là ông ta dùng tốt. Đã có những cái giai đoạn Liverpool cực kỳ khó khăn. Năm ngoái là cái giai đoạn hàng phòng ngự của Liverpool cực kỳ khó khăn. Nhưng mà rồi thì họ cũng gần như không mua ai. Đấy, Liverpool năm ngoái không có được thành công. Nhưng mà với cái đội hình què quặt như vậy, một cơn bão chấn thương rồi đủ các thứ, nó không được may mắn mà Liverpool vẫn đá như thế là quá hay rồi. Cho nên là cảm giác gì nữa em, hay rồi, xem Liverpool thế là hay rồi. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang lên kế hoạch cấm người đại diện được phép đại diện cho cùng lúc hai câu lạc bộ để đàm phán trong một thương vụ chuyển nhượng. Bên cạnh đó, FIFA cũng xem xét giới hạn mức phí hoa hồng tối đa dành cho người đại diện chỉ là 10% phí chuyển nhượng, thay vì tự thỏa thuận con số như hiện tại. Đây là kế hoạch để FIFA làm giảm tầm ảnh hưởng của những siêu cò trong các thương vụ chuyển nhượng đình đám. Đây. Theo cái list này thì thấy là Raiola đang là người đại diện cho tới 77 cầu thủ. Trung bình giá trị cầu thủ là 10 triệu. Raiola đang là người ảnh hưởng nhất. Khủng khiếp. Kulusevski muốn rời Juventus. Theo báo chí Ý thì Kulusevski đã sẵn sàng rời Juve nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý. Tiền vệ người Thụy Điển không có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên Allegri và không có tiến triển nào trong khoảng thời gian vừa qua. Kulusevski không ngại rời nước Ý. Trong game thì chú này có mấy cái mùa giải đá khá là hay. 20 New Gen, nhiều anh em mở ra con cộng 8, đá ngon. FIFA 22 thì cũng là con tạm được. Fiorentina muốn có bé lộ ti vào tháng 1. Bé lộ ti tiền đạo cứng như khúc gỗ, thuận hai chân nhưng mà cứng như khúc gỗ. Con bé lộ ti này nhưng cũng không hiểu sao bóng đá Ý nó thiếu nhân tài đến mức mà bé lộ ti mặc dù đá cũng trời đất hỡi nhưng mà lúc nào cũng có suất trên đội tuyển quốc gia. Con bé lộ ti thì thế mới bảo là Italia vô địch Euro nó là một cái câu chuyện nó cũng ban đầu cũng ít có người nghĩ tới. Đấy. Và cái ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Ý chính là Mancini, huấn luyện viên Mancini. Anh chào Huy Đồ Sơn nha, chào toàn béo nhé em ơi. Nào làm cốc bia anh ơi, được chứ em. Rudiger chê lời đề nghị của Chelsea. Theo tờ Sport One,
Rüdiger cho rằng đề nghị của Chelsea là thiếu tôn trọng với anh. Tuyển thủ người Đức đang nhận mức lương 6,5 triệu euro một mùa và muốn kiếm được hơn 10 triệu euro một mùa nếu ký gia hạn với The Blue. Hiện tại thì đâu đấy là Chelsea đề nghị cái mức lương gia hạn hợp đồng là 135.000 hay sao ấy. Không nhớ nữa, hình như là 135.000 thì là bằng với cái mức lương mà Rüdiger đang hưởng, cho nên là cảm thấy phật ý. Rüdiger là mạnh 28 tuổi rồi. 28 rồi. Pep Guardiola thừa nhận Sterling sắp rời Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola là vừa lên tiếng thừa nhận tiền đạo Raheem Sterling đang có kế hoạch rời Man City sau mùa giải này khép lại. Ngôi sao người Anh đã đóng vai trò tiền đạo cắm trong sơ đồ của huấn luyện viên Pep Guardiola mùa này. Tuy nhiên, màn trình diễn của Sterling là khá mờ nhạt và nhiều khả năng anh sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới nhằm được trở lại vị trí chạy cánh quen thuộc. Được biết, Arsenal đang là đội bóng rất muốn có sự phục vụ của cựu sao Liverpool. Vãi nồi. Tin này nghe đéo vui. Thôi, nghĩ sao anh ạ, nghĩ sao. Thực tế thì Sterling cũng là còn trẻ mà, sinh năm 95. Tôi nhớ là Sterling sinh năm 95. Đúng không ta? Raheem Sterling sinh năm 95. Sterling cũng chính là bảng Anh. 94, mùng 8 tháng 12 năm 94. Đang còn trẻ. Đỗ Ngọc Sơn đã phang 10 sao vào mặt sếp. Bé lộ ti sắp được cho tôi là điện thoại thôi à, chứ ý cũng cô còn nhiều lựa chọn. Có ông cá Puto thì được đúng một mùa xong dẹo luôn mặt cười. Thì anh mới nói mà, bởi vì là sau cái scandal năm 2006 ấy, cái tiền rót vào để phát triển bóng đá Ý nó không có nhiều nữa. Nó không có nhiều tiền thì chắc chắn là cái việc mà đào tạo các thứ nó sẽ không có. Và những cái lò đào tạo của Italia nó chỉ là cái lò đào tạo hạng 3 ở châu Âu thôi. Cái việc mà Italia không có nhiều những cầu thủ tốt là câu chuyện rất là rõ ràng. Và những cái cầu thủ của Ý nó không phải sao nữa. Nó không phải sao số gì nữa. Nhưng mà Ý lại có thể vô địch Euro thì mới nói là đấy là cái tài năng của Mancini. Đấy là ngôi sao sáng nhất chính là Mancini. Rồi anh dẫn chứng là đấy, cái thằng bé lộ ti nó đá kiểu trời đất hỡi như thế mà rồi nó vẫn là cái thằng gọi lên tuyển Ý là vì bé lộ ti đá. Nếu mà sang ngoại hạng Anh chắc cũng chỉ đá được cho mấy cái đội mẹ kiểu trụ hạng thôi. Mấy cái đội gọi là mẹ cùi bắp nhất thôi. Norwich nó ổn thôi chứ không thể nào đá được cao hơn được. Nhưng mà nó vẫn gọi cầu thủ quốc gia Ý, nhà vô địch Euro. Thế mới là buồn cười. Barca muốn Sterling thay Dembele. Barcelona đang lên kế hoạch chiêu mộ Raheem Sterling vào mùa đông để thay thế Ousmane Dembele. Ngôi sao người Anh không còn thường xuyên được ra sân trong mùa giải năm nay và đang tìm cách rời Man City. Trong khi Dembele dường như cũng sắp rời Newcastle khi các cuộc đàm phán ra hợp đồng tiếp tục bị đình trệ. MU sẽ chi 70 triệu bảng để tăng cường lực lượng. MU sẽ chi 70 triệu bảng để tăng cường đội hình vào tháng riêng. Tuy nhiên, số tiền đó sẽ chỉ có sẵn cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nếu Quỷ Đỏ đang ở trong một vị thế có khả năng cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải năm nay. Thế thì MU đang lo bán người. Bán nó xong thì có thể là cái tiền bán nó dôi ra. Đấy thì mua một con hàng nào đó. Chứ tầm này bảo MU mua, lấy đâu ra tiền bảo mua. Salah đàm phán gia hạn với Liverpool. Theo tờ Miro thì người đại diện của Salah đã bay đến Liverpool để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Salah được cho là muốn tăng lương lên 500.000 bảng một tuần. Và ban lãnh đạo The Cop đang nỗ lực để giữ chân ngôi sao số 1 của họ ở lại. Hiện tại thì hưởng lương cao nhất ở Liverpool đâu đấy chỉ có 250.000 thôi. Cao nhất Liverpool. Bây giờ Salah đòi x2 cái mức lương trần của đội bóng thì nó cũng là cao. Đóng góp thì đúng là không thể bàn. Salah đóng góp quá tốt rồi, nhưng mà cái mức lương này chính là cái mức lương mà MU đang trả cho CR7.
MU đang trả CR7 đâu đấy 480.000 hay là 500 gì đó, một số rất khủng. Bây giờ Salah cũng lấy cái mức lương đấy thì tôi nghĩ là gọi là mong muốn thế thôi, chứ còn Liverpool cũng khó có thể đáp ứng được. Bởi vì mà nếu như Liverpool phá vỡ cái quỹ lương trần của đội bóng thì nó lại là cái điều còn tệ hơn với việc không giữ được Salah. Đấy. Cho nên là nếu như tăng cho Salah thì tôi cũng nghĩ là cái việc mà cái thông tin đến từ tờ Miro, cái này là trích của tờ Miro thôi nhá, là nó đòi 500.000 nhưng mà cái thông tin này tôi nghĩ là không thật. Đâu đấy thì chắc là Salah đòi quá lắm đến 400. Có thể là anh ta sẽ đòi khoảng 300, 350 hoặc là quá lắm thì là 400 thôi. Chứ còn cái con số 500 này là cái con số mà nó cũng khá là lều báo. Đấy. Nó khá là lều báo thôi. Tất nhiên là khi mà mọi thứ nó chưa được xác thực thì người ta đồn đoán thế nào thì đấy là việc của người ta. Mình đây mình chỉ đưa thông tin và mình thêm cái nhận xét của mình nữa. Vậy. À, cũng mới đây có một thông tin là Dani Alves thì sẽ đánh tiếng là nếu mà Barcelona cần thì tôi trở lại đá. Thế chứ Alves bây giờ thì quá là non nê rồi, anh ta cũng chả thiếu cái gì cả. Mới đây cũng vừa mới ăn được quả Olympic. Alves mặc dù là cũng già rồi, cũng gấp đôi tuổi các cháu rồi nhưng mà cũng quay lại vẫn bú được cái Olympic. Đấy, nên là bây giờ đá vì đam mê. Barcelona mà thích thì anh với anh đá. Và gần đây nhất thì có một cái danh thủ người Argentina, bạn thân của Maxi Lopez thì cũng vừa mới có những cái động thái là thi đấu trên nhiều mặt sân khác nhau. Và thông tin này thì cũng chưa rõ ràng như thế nào. Nhưng mà cái nóc nhà của anh này thì cũng đã có đăng status bằng tiếng Latin. Đọc thì anh em ekip bọn tôi đọc cũng đéo hiểu gì, nhưng mà đại loại là nó giống như cái gì mà các bạn đọc trên mạng ấy. Đấy đấy đấy. Anh bạn thân của Maxi Lopez, anh này là kẻ thù của Messi, thì chắc là anh em cũng đã biết tin. Những cái tin như này thì nó chưa rõ ràng, chưa có dẫn chứng gì cả, nên là có thể là sau ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những cái thông tin tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em sau anh em nhé. Và đấy chỉ là những gì mà gọi là tin mới chém gió ngày hôm nay. Cái việc mà Navas ấy, nóc nhà của Navas thì tôi nghĩ là cái đòn gió máy báo chí nó dựng lên thôi, dựng lên để cho nó đẩy cái thông tin này lên một cái sự căng thẳng để anh em quan tâm nhiều hơn, share nhiều hơn, share bài nhiều hơn, chứ không phải nóc nhà của Navas đâu, không phải đâu. Ok anh em nhé. Ok. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.